rồi. Nhưng con tin rằng đó, trong cái bầu nhiệt huyết của cô vẫn còn chất chứa được những cái gì gọi là oai hùng, những cái gì gọi là oanh liệt của cái thời mình còn trẻ, để mà sống trong một cái niềm mà vui vẻ và ôn lại những cái kỷ niệm hùng hào và anh hùng của mình, phải không cô? Dạ, và để rồi cô tin rằng cô sẽ làm tấm gương sáng để cho các con và các cháu nó đi theo con đường sự nghiệp cách mạng của mình. Dạ, mình cô đang nói một gì, ý nghĩa gì khi mà tất cả những các anh chiến sĩ hôm nay đã tới thăm cô cũng như Mình thấy mình vui và mình thấy mình vui phải có em nhỏ ở nhà còn vui đâu nữa. Nó vui đùa, nó nghe nó mừng, nó phấn khởi lắm. Dạ. Thành ra nhiều khi á mình nằm mình nghĩ tới, mình thấy cuộc đời nó già mà hai cái chân mình nó sụi đi không được, nó không còn cái tương lai hy vọng. Mình thấy qua các cháu mà bị chất độc màu da cam, bị tàn phế gì mà nó cũng gán được, nó cũng làm chuyện này chuyện kia để nó sống lại cuộc đời đó, hết sức là khó khăn. Nên nó phát minh ra muốn làm một cái gì để mà sáng tác ra, để mà bán buôn làm, để tạo cái cuộc sống thấy khó khăn. Có 5-7 trăm bạc đó làm sao sống đủ một ngày hay là một tuần gì đâu. Nên mình thấy vậy đó, mình mới an ủi cái cuộc đời của mình. Mình thấy mình già gì mà các cháu tương lai nó còn không còn nữa, mà nó còn gắng gượng cố gượng. Cố đứng lên nó thấy nó hoài ra chuyện này là hoài ra chuyện kia, rồi anh em đi học cách này cách kia về dạy với nhau, nó làm thêm một tháng có 5-7 trăm bạn ngày thêm mà mười mấy đồng bạc nữa thôi. Mà nó làm vậy nó còn yêu đời quá trời, còn muốn gì mình là người cộng sản. Mà bây giờ đây á, trong cái đau đớn vậy á, là nhức nhối rồi đó, mình muốn chết sớm chứ mình thấy vậy là mình trốn tránh trách nhiệm của mình. Còn thua cái tư tưởng của mình vậy đó, nó còn xin đời hơn á, là các cháu bị trường màu chất độc da cam nữa. Nên tôi nằm mà suy nghĩ hoài vậy đó. Thấy vậy nó còn yêu đời hơn mình nữa. Mình người đảng viên cộng sản mà không ráng nhiều hơn lên, ráng chịu đựng. Nên một đêm có khi nó nhức mỏi phải thức tập 2-3 lần. Tập tay tập chân làm cho nó bớt tê liệt vậy đó. Dù mình nhớ là căn giáo như vậy đó nha, thấy cái óc của mình vì đau đớn mà nó quải quải hơn là các cháu nhỏ. Mà nó lại là người là kém cỏi hơn mình, nhìn xa hiểu rộng và hiểu nhiều là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin ít hơn mình, mà nó còn muốn yêu đời, nó còn muốn giỏi mình vậy còn tua nữa. Cái chí của tôi rất là